Đó, đúng không phải. Ngày xưa con xin học ạ. Sư thị chúng vân thiện tri thức. Thiện tri thức khởi À. À, hà hà danh tọa thiền thử pháp môn chung vô trệ vô chướng vô ngại ngoại ư nhất thiết thiện ác cảnh giới tâm niệm bất khởi danh danh vi tọa nhập kiến tự tánh bất động danh nó vi nội kiến tự tánh bất động danh vi thiền thiện tri thức hà danh thiền định ngoại ngoại ly tướng vi thiền nội bất loạn vi định ngoại nhược chấp tướng nội tâm tức loạn ngoại nhược ly tướng tâm tức bất loạn bản tính tự tịnh tự định chỉ vi kiến cảnh tư kiến tức loạn tư cảnh à, tư cảnh tức loạn con xin dịch là đại sư nói với đại chúng này thiện tri thức thế nào gọi là tọa thiền ngay trong cái pháp môn này không bị chướng ngại bên ngoài đối với vạn cảnh đối với vạn nhất thiết tật dịch trước, tất nhất thiết nó đồng nghĩa với số từ cho nên dịch trước. Nhất bên thiết ngoài là gì? Đối nhất với tất thiết là cả. tất đối với tất cả bên ngoài vạn cảnh thiện ác tâm đều không khởi được gọi là tọa bên trong tự tánh không động được gọi là thiền thiện tri thức thế nào gọi là định Hai bên cái ngoài luôn. Thế nào gọi là thiền định? thế nào gọi là thiền định bên ngoài lìa tướng là thiền bên trong không loạn gọi là định bên bên ngoài nếu chấp vào tướng thì bên trong tâm tức sẽ loạn bên ngoài nếu lìa tướng tâm tức không loạn tự tính bản tính là tự tịnh tự định chỉ có tâm nhìn thấy cảnh suy nghĩ đến cảnh nghĩ đến cảnh tức là loạn À, sư thị chúng vân tức là đại sư bảo đại chúng à, thiện tri thức hà danh tọa thiền này thiện tri thức sao gọi là tọa thiền thử pháp môn chung một cái từ tổ làm chủ ngữ ha. Trong pháp môn này vô chướng vô ngại hai cái từ chướng với ngại đều là ngăn ngại à, tức là không có trong cái pháp môn này không có ngăn ngại không hay là không có chướng ngại đều được ngoại ư nhất thiết à, thiện ác cảnh giới niệm bất tâm niệm bất khởi danh vi tọa bên ngoài đối với chữ ư là đối với à, ngoại là bên ngoài trước bên ngoài đối với tất cả các cảnh giới thiện ác à, rồi tâm niệm không có khởi nghĩa là đối với tất cả cảnh giới cho dù có thiện cũng không có khởi lên khởi niệm thế này thế kia mà ác cũng không khởi thế này thế kia à, thì nó gọi là tâm niệm bất khởi danh vi tọa như vậy gọi là tọa à, rồi nội à, bên trong á phải hai cái ngoại với nội à, bên trong à, kiến tự tính bất động nhìn thấy cái tự tính của mình bất động mà bất động vừa rồi mình hiểu rồi tổ tổ dạy rồi à, trong tâm mình phải phải thấy rõ à, không có khởi niệm này không khởi niệm kia mình thấy rõ hãy nó khởi cái gì mình biết đó là động à, hãy không khởi thì mới là bất động danh vi thiền đó mới gọi là thiền thiện tri thức hà danh
Thiền định. Sao gọi là thiền định? Bây giờ tổ dịch dịch tiếp hoặc giải thích tiếp là nãy là tọa thiền, bây giờ là thiền định. Bên ngoài ngoại ly tướng vi thiền, bên ngoài lìa tất cả tướng, không có dính mắc à, thì mới gọi là thiền. Rồi nội bất loạn vi định, bên trong không có loạn à, không có rối loạn nghĩ thế này nghĩ kia lăng xăng lộn xộn thì là định à. Ngoại nhược trước tướng, nội tâm tức loạn. Bên ngoài nếu mà mình chấp chấp trước á, cái tướng à, các tướng á, thì bên trong à, cái tâm nó loạn à. Ngoại nhược lìa tướng à, ly tướng tức là lìa tướng. Bên bên ngoài nếu mà lìa tướng á, thì tâm tức bất loạn à. Còn nếu bên ngoài mình đối với các duyên mà mình tâm mình không có à, mình không có gì dính mắc à, mình lìa tướng tức là không có gì dính mắc thì tâm không có loạn à, bổn tính tự tịnh tự định. Thì lúc đó giờ là tâm bổn tính của mình nó tự tịnh và tự định à, tự thanh tịnh tự tịnh tỉnh à. Chỉ vi kiến cánh à, kiến cảnh à, tư cảnh tức loạn. Chỉ là mình thấy cảnh rồi mình nghĩ cảnh, tức là mình chạy đuổi theo đó, mình suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia thì tâm nó loạn. Còn ngược lại thì là mình là định. Đó là cái đoạn thứ hai của bài thiền định. Chúng ta qua một đoạn mới ha. Qua. Câu đọc Một phần. Mời Viên Hương. nhờ như kiện chứ cần tấm bất loạn dạ thì chứng thị định dạ thiền trí thức ngoài lý tưởng tức thiền nội bất loạn tức định ngoài thiền nội định thì vi thiền định Bồ Tát giới kính vâng ngã bổn tánh nguyện từ thanh tịnh Bổn à, nguyên cái nguyên đó, nguyên dạ ngã nguyên bổn tánh nguyện từ thanh tịnh thiền trí thức ứ niệm niệm chung từ kiện bổn tánh thanh tịnh từ tu từ hành từ thành Phật đạo dạ nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn là tấm định ngài thiền trí thức ngoài lìa tưởng tức là thiền trong chẳng loạn tức là định ngoài thiền trong định à, gọi là thiền định kính Bồ Tát giới nói bản tánh của ta vốn từ thanh tịnh ngài thiền trí thức trong mỗi niệm từ thấy được bản tánh thanh tịnh từ tu từ hành và từ thành Phật đạo. Đoạn này cũng không có khó ha. Nhược kiến chư cảnh, nếu mà chúng ta thấy tất cả cảnh à, tâm bất loạn, tâm không có loạn động à, thì chân định đó là cái định chân thật à. Thiện tri thức ngoại ngoại ly tướng tức thiền, nội bất loạn tức định. Này thiện tri thức, bên ngoài lìa các tướng là thiền, bên trong không có loạn động là định à. Ngoại thiền nội định thị vi thiền định, bên ngoài thiền trong định đó là thiền định. Trong kinh Bồ Tát Giới nói à, ngã bổn tính nguyên tự thanh tịnh à, bổn tính của của ta vốn tự thanh tịnh à. Thiện ký thức này, thiện ký thức ư niệm niệm chung à, đối với trong mỗi niệm tự kiến bổn tính thanh tịnh, tự thấy cái bổn tính của mình thanh tịnh, rồi tự tu tự hành tự thành Phật đạo à, đó là cái tự tu tự hành tự thành Phật đạo, tức là tự mình tu tu tập rồi tự mình thực hành rồi tự mình thành thành đạt được cái quả Phật, phải không? Đó là rồi bây giờ mình qua cái bài thứ 16 là một cái nhân duyên để phát Bồ Đề Tâm nguyên duyên thứ 10. Hôm trước mình học chín cái nhân duyên rồi. À, bây giờ mình cái nhân duyên thứ 10 là để phát cái tâm Bồ đề à, của cái tác phẩm là Phát Bồ đề Tâm Văn. Rồi mời một vị dịch bài đoạn này à. Mời Thanh Quang. Dạ, con xin đọc ạ. Vân Hà Linh chánh pháp cửu trụ, vị ngã Thế Tôn,
vô lượng kiếp lai, vị ngã đẳng cố, tu bồ đề Ủa? đạo. À, đã đọc lại coi. Vân hà linh chánh pháp vũ trụ, À. vị ngã thế tôn vô lượng kiếp lai, vị ngã đẳng cố tu bồ đề đạo. Nang hành năng hành, năng nhẫn nhân, nhân duyên quả mãn, toại toại trí thành Phật, ký thành Phật dĩ, hóa duyên chu, Ngực. dạ Ngực. hóa duyên chu cập, chu Ngực. cập chu Ngực. trong cập, NR. hóa duyên chu ngập, nhập ư niết bàn, chánh pháp, Chánh pháp tượng pháp. chánh pháp tượng pháp, giai dĩ, giai dĩ diệt tận, Cẩn. giai dĩ diệt tận, cẩn tồn mạt pháp, hữu giáo vô nhân, tà chánh bất phân, thị phi mạt điện, cạnh tranh nhân ngã, tận cạnh tranh nhân ngã, tận tận trục lợi danh. Cử mục thao thao thiên hạ giai thị, bất tri Phật thị hà nhân, pháp thị hà nghĩa, tăng thị hà danh. Thế nào làm cho chánh pháp trụ lâu dài? Thế nào làm cho chánh pháp trụ lâu dài? Thế Tôn, chúng ta trong vô lượng kiếp đã vì chúng ta tu đạo Bồ Đề, làm việc khó làm, nhẫn việc khó nhẫn, nhân duyên quả mãn, thà mà đến mà thành nhân duyên quả mãn thành Phật. Mình dịch chỗ này sao xem? Thì đạt được quả Phật thôi. Đạt được quả Linh Phật, trí là đến đó, nhưng mình dịch là thì đạt được quả Phật. đạt được quả Phật, thọ ký thành Phật rồi, Không, chữ ký là đã thành Phật đã rồi. thành Phật rồi. Tức là sau khi thành Phật rồi, ngài còn làm gì nữa? Hóa duyên, hóa Chu duyên, có nghĩa là chu toàn. hóa duyên chư toàn, vào Hóa niết duyên có nghĩa bàn. là giáo hóa các cái nhân duyên đó, đi hóa độ chúng sanh, hay là họ giáo hóa nhân các nhân duyên chu Nhân toàn. duyên hóa độ chúng sanh chu toàn, nhập vào niết bàn. Sau đó mới nhập niết bàn. Chứ mình nói là vào niết bàn thì không có rõ, làm cái việc đó xong rồi ngài mới vào niết bàn. Sau đó Sau nhập đó mình vào thêm chữ sau đó mới mới nhập niết bàn. sau đó nhập vào niết bàn sau đó nhập vào niết bàn Sau à đó chánh mới mới nhập niết bàn. sau đó mới nhập vào niết bàn à chánh pháp tượng pháp đều chánh pháp tượng pháp đều đã qua. Đầu diệt á, diệt chứ. Chánh À, pháp trong bài ta tượng dịch đã pháp, qua, nhưng mà đây mình dịch theo chữ ha. Diệt tận tức là đã diệt hết rồi, đã chánh diệt mất pháp rồi. đều Những cái đã thời chánh pháp và thời tượng pháp đã đi qua, tức là đã diệt mất rồi, đã không còn nữa rồi. Sao nữa? Cẩn là chỉ, chỉ tồn là còn tồn. mặt pháp, chỉ còn mặt À, pháp à. có gia, có dạy, Không phải, à, không phải vậy. Có giáo pháp.
Ở đây không phải là động từ, đây tân ngữ mà. Có giáo pháp mà không Có có người giáo tu. pháp không có người tu, tà chánh không phân, Đúng sai. đúng sai Không biết. không Ở trên biết, mình phân rồi, bây giờ không biết. tà chánh không phân, đúng sai không biết. Cạnh tranh luôn. Cạnh Ừ. tranh, nhân ngã, Ừ. tận tận lợi, lợi danh, Chứ trục là đuổi. đuổi, Chứ truy tận đuổi. là đều. Giờ mình dịch, nếu mình dịch cho đều nó không có rõ, cho nên mình cái từ nào cho nó phù hợp, cứ mãi đuổi Mãi theo. mãi đuổi theo lợi danh, À. tưởng một thao thao. Cử một là đưa mắt á, cử là nhắc lên mắt, nhấc con mắt lên tức là đưa mắt. À, thao thao có nghĩa là không có dừng. À, thì mình có thể dịch lại từ gì? Ở ngoài trong bài tác giả dịch cái từ gì? Ngước mắt nhìn quanh, ngước mắt nhìn quanh, thì mọi người đều đều như vậy, mọi người đều như vậy. Không biết Phật là ai, không biết Phật là người nào, pháp là nghĩa gì, tăng là danh Tên gọi, gì? tăng là tên gì. À, Câu đó số là 1. mình thấy cái thời mạt pháp là vậy đó. Bây giờ mình làm sao để mà, bởi vì cái thời tánh chánh pháp và tượng pháp đã qua rồi, bây giờ chỉ còn cái thời là còn lại là cái thời mạt pháp, mà cái thời mạt pháp nó là như vậy đó, thì chỉ mình thấy là cho nên là bây giờ mình phải làm thế nào để cho chánh pháp nó khôi phục lại, là cái bổn phận của chúng ta, tức là người xuất gia và tại gia là cư sĩ, phải không? À, Vân Hà Linh, à, chánh pháp vũ trụ thế nào là khiến cho chánh pháp mà được tồn tại lâu dài. À, vị tức là nghĩa là, à, thì mình không cần dịch cũng được, hoặc là nghĩa là ngã thế tôn vô lượng kiếp lai, vi ngã đẳng cố tu bồ đề đạo, năng hành nhẫn, năng nhẫn rồi nhân viên quả mãn, à, toại chí thành Phật. Nếu mình đọc hết một cái đoạn này thì nó mới đủ cái ý luôn, một mạch danh dịch đến đây dừng lại đã rồi dịch ha. Nghĩa là thế tôn của chúng ta, mặc dầu có chữ ngã không, mình có thể dịch lại của chúng ta, thế tôn của chúng ta từ vô lượng kiếp, à, đã vì chúng ta, à, mà tu cái đạo bồ đề, à, tu đạo bồ đề, à, những việc khó hành, à, ngài đã thực hành, khó nhẫn ngài cũng đã, à, nhẫn chịu, phải không? Rồi nhân viên quả mãn đến cái đã đạt đến cái chỗ mà, à, nhân viên quả mãn, à, và đạt được thành Phật, à, nhưng mà ký thành Phật dĩ đã thành Phật rồi, à, Đức Phật và tiếp tục gì hóa duyên châu ngật, nghĩa là đi giáo hóa chúng sanh, à, được chu toàn, à, hữu giáo vô nhân, à, ốc, xin lỗi, rồi đấy là mới nhập ư niết bàn, tức là mới nhập vào niết bàn. Chánh pháp tượng pháp giai dĩ diệt tận, à, cái thời chánh pháp thời tượng pháp đều đã qua, à, trải qua ha, đã trải qua hay là đã đi qua hay là đã, à, tiêu diệt, à, hay là diệt mất, à, tức là không còn nữa ha. Thời chánh pháp và tượng pháp đã không còn, à, cẩn tồn mạt pháp chỉ còn thời mạt pháp, à, hữu giáo, vì thời mạt pháp cho nên là hữu giáo vô nhân, có cái sự, à, có giáo pháp đó nhưng mà không có người tu hành. À, còn mình thấy có những cái bài á, là nói là có cái thời mà không có tăng Phật ra đời mà cũng không có một vị tăng nào hết, muốn cầu một cái chánh pháp rất là, mình sẽ cái đoạn sau này các vị đọc cái bài mà Kinh Hiền Ngu sẽ thấy đó, nghĩa là không có một cái bài muốn muốn thọ Bát Quan Trai mà không có một cái văn bản của Bát Quan Trai, bây giờ mới thấy là quý báu. Còn bây giờ chúng ta quá dư rồi cho nên mình không có biết quý, à, bởi vì cái thời mạt pháp đó có giáo pháp nhưng mà không có người tu hành, à, cho nên là chánh tà bất phân, à, chánh tà không có phân biệt rõ ràng, thị phi mạt biện, à, phải trái không có biết rõ ha, à,
cạnh tranh nhân ngã, cứ mãi cạnh tranh nhân ngã, rồi mãi tận trục danh lợi, tức là mãi đuổi theo danh lợi, cử mục thao thao, rồi đưa mắt nhìn quanh thiên hạ, giai thị, trong khắp trong thiên hạ đều là như vậy, đều cứ là giống như nãy giờ mình thấy có giáo pháp mà không tu, rồi là chánh tà chẳng biết, rồi phải trái đúng sai, thế nào là chánh pháp, thế nào là mạt pháp, thế nào là đúng, thế nào sai, chẳng có hề để tâm, rồi cứ lo cạnh tranh nhân với ngã, rồi đuổi theo danh lợi, rồi nhìn nhìn chung thì tất cả đều là như nhau, cho nên là bất tri pháp Phật thị hà nhân, chẳng có biết Phật là gì, là người nào, pháp là nghĩa gì, tăng là tên gì, chẳng có biết gì hết. Phật pháp tăng đó là cái thời mạt pháp đó. Rồi qua đoạn thứ hai. Có xin đọc Mô Phật mà biên hương. Chư tăng chỉ thử đại bất dừng ngôn mỗi nhất tư cách bất giả lề hà ngạ vì Phật tử bất năng bảo tư nội vô ích Ân báo ân. bảo ứng nội vô ích ư kỳ ngoài vô ích ư nhân sanh vô ích ư thời Đây tự là vô ú thời vô thời. vô thời tự vô ích ư hậu thiên tuy cáo bất năng thụ ngã địa duy vì tuy hậu bất năng lệ Tải. bất năng tại ngã trọng tội nhân phi ngã nhi tùy thùy gió thì Ống ống thọng gió thì thọng bất khả dừng kệ vô sở xuất chứ nếu chữ chỉ có đúng đúng bỉ lộng. Tới đâu rồi? dài ngang chỗ mà vô sở xuất á Vô sở xuất, đốn vong, dạ độ vong bỉ xin lậu. dạ bị nhận pháp đại tâm tuy Hốt bất nhá, hốt. hộ dạ hộ hộ pháp đại tâm tuy bất năng Vãng. vạn hồi mạc Mặt vận. mạc vừng ứ thử thời bằng đương Quyết quyết đương đồ đương đồ hồ trì chánh pháp ứ lai thể chữ này á, thì nó cũng đồng nghĩa với chữ ư, nhưng mà nếu mà viết cái chữ này thì mình phải đọc là vu, mặc dầu cái nghĩa nó giống nhau, vu với ư giống nhau, nhưng mà nếu mà viết cái kiểu này không có viết chữ ư thì mình phải đọc là vu, còn cái chữ ư là đâu rồi, ở đây nãy có chữ ư đó thì mình phải đọc là ư, còn cái này là vu ha. Rồi dịch thôi. Suy tan đến thế nói ra thì bất nhận nhưng mỗi khi nghĩ đến bất giác thì lệ tuôn ta bạn ta là con Phật mà không thể đến đền đáp công ơn Phật trong không ích cho mình ngoài thì chẳng ích cho ai sống thấy sống không ích cho đương thời chỉ chẳng ích cho hầu thể trời quý tuy cao không che mũi nội ta đất tuy dày không che nội ta cái đứa cực cái người cực ác đứa cực ác không không ta thì ai là, do đó lòng đấu không thể chịu nổi mà toan tính thì cũng chẳng đề xuất được kẻ gì bỗng nhiên bỗng hiện vụt quấn
rằng mình quên mình là người quên mùa, người quê mùa, ngược phát tấm rồng rộng lớn, tuy chưa thể vàng mặc quần nay trong lúc này nhân việc Mạc vận có nghĩa là cái vận mệnh á, mạc vận có nghĩa là vận mệnh. quyết định phải hồ tri được chánh pháp mãi sau ạ. Rồi chúng ta nghe cái đoạn này ha, đoạn thứ hai của cái bài, cái nguyên nhân, cái nhân duyên phát tâm thứ 10, phát cái Bồ đề tâm thứ 10. Suy tàn chí thử, tức là suy tàn, chữ suy tàn mình dịch để nguyên luôn, suy tàn đến như vậy. Vừa rồi mình đọc đoạn ở trên đó là chỉ có cái sự mà chẳng biết Phật là ai, chẳng biết pháp là nghĩa gì, rồi chẳng biết tăng là tên gì, đó là rồi ở phía trên nữa thì chúng ta thấy đó gọi là suy tàn đến như vậy đó, cái thời mạt pháp. Chữ đãi có nghĩa là gần như bất nhẫn ngôn, ở trong bài tác giả dịch là không có bất nhẫn, nói thì bất nhẫn, nghe nghe nó không không có được, theo con nghĩ thì nó không có, hình như nó không có hay lắm. Nhẫn là nhẫn chịu quá ha. Gần như là không có thể mà không có đành mà nói, không có đành lòng để mà nói ra, bởi vì mình thấy đau lòng đó. Mà mỗi nhất tư cập bất giác lệ hạ, mỗi khi mà nghĩ đến, chữ tư là nghĩ, cập là đến, mỗi khi mà nghĩ đến cái điều đó đó thì trong bất giác á, thì là cái lệ nó tuôn, lệ rơi. Ngã vi Phật tử, ta là Phật tử, tức là ta là đệ tử của Phật, bất năng báo ân, không thể báo ân, nội vô ích ư kỷ, tức là bên trong thì không ích lợi, tức là về bản thân mình á, nội tức là về bản thân mình, tức là thì không có ích lợi cho chính mình, ngoại vô ích tư nhân, còn bên 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 ngoài á, thì tức là bên xã hội á, ở ngoài xã hội á, thì chúng ta cũng chẳng có lợi ích cho mọi người, tức là mình và người, nhân vô ích ư thời, lúc còn sống á, thì không ích lợi với đời, với thời bây giờ đó, ngay cái thời mình còn sống á, lúc mình còn sống thì không ích lợi với lúc ngay cái lúc đó, tử vô ích ư hậu, rồi lúc chết á, thì không ích lợi cho đời sau. Thiên tuy cao bất năng phú ngã, trời tuy cao nhưng mà không thể che lấp được ta, còn địa tuy hậu bất năng tải, nếu mà ở trong bài tác giả đều dịch là che hết, nhưng mà nếu mà mình dịch vậy nó không có đối, bởi cái này là cao á, trời cao, trời với đất, trời cao thì là không thể che mình, tuy là cao nhưng mà không thể che lấp mình, che khuất mình được. Rồi đất á, tuy thấp, tuy dày chứ thì có thể là tuy dày, tức là nó nâng đỡ mình, cho nên nghĩ là nếu mình dành chữ chở, chữ chữ ca gì đó, chữ che nó không có hay lắm, cho nên mình thể dùng cái từ nào, đất tuy dày nhưng mà vẫn không có thể mà nâng đỡ mình được, bởi vì nó mới đối lại với chữ mà cao và che với lại nâng đỡ. Với cao thì chữ cao thì che phủ, còn đất có dưới thấp mà, cho nên nó nâng mình lên. Hai công dụng, tuy đất dày nhưng cũng vẫn không có thể là nâng mình, giúp đỡ cho mình á, không thể giúp đỡ mình, nếu nâng thì nghe nó hơi không có rõ nghĩa, thì có thể là không, cũng không thể giúp đỡ mình. Cực trọng tội nhân, cái người tội rất là nặng, phi ngã nhi thùy, chẳng phải là ta thì là ai, cái người mà tội vô cùng đó, rất là nặng đó đó, thì chẳng phải là mình, chẳng phải là ta, phi ngã, vậy thì còn là ai? Cho nên chữ đánh dấu mốc này là để cho thấy đây cũng là một câu, vậy là ai? Do thị thống bất khả nhẫn, kế vô ngã sở xuất, do vậy đau không thể nào chịu được, bất bất khả nhẫn, phải rồi tính toán cũng không có cái chữ sở xuất, tức là xuất có nghĩa là đề xuất, thì không có cái việc vấn đề gì mà đề xuất, không có sự đề xuất ra được cái gì, đốn vong bỉ lậu, cho nên là chợt, chữ đốn này có nghĩa là chợt thình lình á, chữ đốn này là phó từ,
thanh linh, thì là quên mất đi là mình là cái kẻ quê mùa, rồi hốt cũng là thanh linh, nếu mình đây mình nói là thanh linh thì đây mình nói dịch là chợt, thì chợt phát cái tâm lớn, tuy bất năng vãn hồi mạc vận ư thử thời, tuy không có thể cứu vãn được cái gì, cái mạc vận có nghĩa là vận mệnh, cái vận mệnh mà đang cái thời gọi là mạc mạc pháp nè, nó suy đồi như vậy đó, không có thể, tuy rằng không có thể cứu cứu vãn được cái vận mệnh lúc bây giờ, nhưng mà mình nhưng mà quyết tương đồ, rồi hộ trì chánh pháp ư lai thế, nhưng mà chúng ta quyết tâm phải là nghị đồ, có nghĩa là mưu tính nghĩ cách đó, để mà làm sao để mình giữ gìn hộ trì cái chánh pháp trong tương lai. Đó là cái người con Phật của mình, bởi vì ta ngã vi Phật tử, Phật tử ta là cái người đệ tử của Phật, thì là tuy rằng nó như vậy đó, tuy là không thể cứu vãn được cái vận mệnh lúc bây giờ, chưa có nghĩa là đang thời mạt pháp nó suy vong rất là tồi tệ rồi, nhưng mà chúng ta phải quyết tâm phải là nghĩ cách chữa đồ, có nghĩa là nghĩ cách rồi hộ trì chánh pháp trong tương lai. Đó là đoạn thứ hai. Và đoạn thứ ba là một cái đoạn này là hết cái bài cái nhân duyên thứ 10. Rồi mời Thanh Hoàng đi. Dạ, con xin đọc ạ. Thị cố giai chư thiện hữu đồng đáo đạo tràng, thuật vi sám ma kiến tư pháp hội, pháp tứ thập bát chi đại nguyện, nguyện nguyện độ sanh, Kỳ kỳ bách thiên kiếp, kỳ bách thiên kiếp chi thâm tâm, tâm tâm tác Phật, tùng ư kim nhật, kiếp tận vị lai tế, tất thử nhất hình, huệ quy an dưỡng, ký đăng cụ phẩm, hồi hội hội nhập ta bà, hội nhập ta bà, tỷ 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 đắc Phật Nhật lượng, Phật Nhật chung trùng chủng 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 chứ chủng à, chủng để trùng 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 là trở lại Phật Nhật trùng trùng huy. huy pháp môn tái ký tái Xiển xiển, pháp môn tái xiển, tăng hải trừng thanh ư thử giới, nhân dân bị hóa ư đông phương, kiếp vận vi chi cánh, kiếp vận chi vi cánh duyên, chánh pháp đắc dĩ vũ trụ, thử tắc khu khu chân thật khổ tâm, thị vi phát bồ đề tâm, đệ thập nhân duyên giả. Con xin dịch cho nên vì vậy cho nên chữ 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 giai này có nghĩa là cùng cùng với các cái bạn hữu, bạn thiện hữu, tức là những cái bạn đạo đó, vì vậy cho nên cùng với các bạn hữu đạo học đạo đạo hữu cũng được. cho nên vì vậy cho nên cùng với các đạo hữu đồng đến đạo tràng, soạn thuật sám pháp, trong soạn thuật sám pháp là pháp hội này, phát 48 đại nguyện,
huyện đậu Mỗi xanh, huyện, mỗi huyện đậu xanh, mỗi huyện đậu xanh. mỗi huyện đều thêm chữ đều vô, mỗi huyện đều đều là đậu đậu xanh. Mỗi huyện đều đậu xanh. Cầu trăm ngàn Kỳ mong mong, trăm ngàn kiếp mong, thâm tâm trăm ngàn kiếp, tâm tâm làm Phật, mỗi tâm đều làm Phật, mỗi tâm đều mỗi làm cái Phật. tâm niệm của mình á khởi lên đều là chỉ vì làm mục đích làm Phật, giống như Đức Phật đã nhiều đời nhiều kiếp, mỗi cái việc làm mà lợi ích cho chúng sanh á thì ngài đều là chỉ có một cái niệm duy nhất, đó là cầu cho cái được cho cái chứng cái quả mà vô thượng bồ đề của ngài thôi, chứ không có mong cầu cho cha cho mẹ gì hết, nghĩa là chỉ một cái mục đích gì thôi. Nhưng mà cái bổn phận trách nhiệm hàng ngày thì mình thấy đó, trong lịch sử đó Đức Phật cũng vẫn là về giáo hóa cha rồi về là giáo hóa mẹ con cái đồng, nhưng mà cái mỗi cái việc làm của ngài ngài đều là hồi hướng về cái quả vô thượng bồ đề, cho nên nó tâm tâm tác vật là vậy đó. Kể từ ngày nay cho đến ngày sau, hoàn tất thân này, và thệ Thể là thệ thể nguyện. thệ nguyện quay trở về nơi an dưỡng hay sao? An dưỡng mình cũng phải hiểu là nó cái cảnh ăn ăn lạc đó, cái Dạ. cảnh tịnh độ đó, nó cho nên nói là từ an dưỡng, bởi vì chứng thành Phật rồi mà, đã tương lai là thành Phật đó, cho nên là làm sao để giải quyết xong cái một cái thân này thử nhất hình. Rồi thệ nguyện là mình trở về để ăn ăn dưỡng, rồi sao nữa, Đã đến cái đã lên đã lên chính phẩm, đã lên chính phẩm, quay lại nhưng mà phải vào, trở trở về lại. cõi Ta Bà, trở về cõi Tỷ đó, tỷ ở dưới có chú thích là để khiến cho hay là để cho. khiến cho được Nhật là ánh sáng của Phật pháp. khiến cho được ánh sáng Phật pháp trùng Huy sáng có nghĩa lại. là sạc gì tươi sáng trở lại. Tươi sáng trở lại, khiến cho Phật pháp tươi sáng trở lại, pháp môn Không, và xiển đừng có dương nói pháp môn, cái cửa pháp cửa vậy thì pháp. nó mới Dạ, sáng tỏ được. Cái cửa pháp cửa pháp lại được mở, xiển dương. xiển là mở mở trở lại, bởi vì nó bị suy đồi gì đó, bây giờ là phải làm cho khôi phục, mà mình đang cái trên là làm sao là cho chánh pháp vũ trụ mà, cho nên là ánh sáng của Phật Phật, Phật rồi cái gì cái cửa pháp rồi cái là biển tăng, mỗi cái nó ba Phật pháp tăng đó Cửa pháp mở trở được mở lại. lại, cửa pháp được mở lại, biển tăng được Lắng trong lắng trong chứ ở à chứ thế giới này, ở cõi này, nhân dân đông độ được. chưa nhân dân xong chuẩn bị là thể buổi đọc bị động cái dịch chỉ được chứ Nhân dân được hóa độ ở cõi tốt, nhân dân được đúng rồi, được hóa hóa độ độ ở ở trong cái phương cõi, Đông. ở cái cõi là đông đông độ này nè, ở phương đông này nè, mình đang ở là mình gọi là phương đông. Nhân dân được hóa độ. Là kiếp vận là vận hạn. Vận hạn kéo kéo vận hạn được Vận kéo hạn tại dài. vì nó đang thờ vào tề mặt pháp đó, cho nên là Dạ. gọi là cái vận hạn. Vận hạn nhờ đó mà kéo dài thêm, chánh pháp nhờ đó mà tồn tại lâu dài. Việc này là Đây chính đây là là đây chính là cái tâm tâm gì tâm nguyện chân, đây là tâm nguyện chân thành của rồi thiết mà chứ tha ấp ủ. khu là ấp ủ à. Đây là cái tâm nguyện mình đã
tâm nguyện chân thành được ấp được ủ. ấp ủ nha. Đó là nhân duyên phát bồ đề tâm. Thì đó là mình thấy cái đoạn thứ ba này là kết để cho thấy rằng cái cho dù chánh pháp như cho dù cái thời thế như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta quyết tâm tu hành, chúng ta quyết tâm khôi phục thì nó cái chánh pháp nó vẫn trở lại. Chứ học pháp thật ra nó không có mạt à, nhưng mà bởi vì con người không hành chánh pháp, có giáo pháp mà không thực hành cho nên nó mới mạt à. Cho nên bây giờ nếu mà nó mạt thì chúng ta phải làm cho nó khôi phục trở lại à, để nó trở thành phát triển trở lại. Cho nên là cái đoạn thứ ba này là đoạn quyết quyết định ha, là cái sự tu tập nỗ lực của hàng đệ tử Phật à, thị cố giai chư thiện hậu hữu à, chữ giai này có nghĩa là đều là cùng, cho nên chúng ta cùng các cái đạo hữu ha, hay là các cái thiện nam tín nữ cũng được cùng đến cái đạo tràng à, để mà soạn thuật cái sám pháp à, kiến lập cái pháp hội này à, để rồi phát cái 48 đại nguyện, rồi mỗi nguyện đều vì hóa độ chúng sanh à, rồi mong cho cái tâm niệm sâu sắc mà trong trong trăm ngàn kiếp á, mỗi cái tâm đều làm Phật à, cái trong cái tâm trong cái thâm tâm của mình à, trong trăm ngàn kiếp mỗi tâm đều làm Phật à, tùng ư kim nhật à, tận vị lai lai tế, tức là từ đời nay cho đến đời sau à, là phải hoàn hoàn tất cái thân thân này, nghĩa là phải làm sao tu tập cho nó cho được thành Phật á, gọi là hoàn tất cái thân này rồi mới thệ à, tức là thệ nguyện quay trở về cái nơi an dưỡng. An dưỡng cũng có nghĩa là cái cõi mà cõi gì, cõi tịnh à, cõi niết bàn đó ha, cõi tịnh độ à, gọi là cái cõi an dưỡng. Cho nên là ký đăng cửu phẩm thì sao mình hiểu là cái này an dưỡng là nơi đó, bởi đây là ký đăng cửu phẩm, đã lên cửu phẩm rồi nhưng mà phải trở về, bởi vì chúng sanh đang đau khổ nè, cho nên là phải trở về cái cõi ta bà à, tỷ là khiến hay là để cho là à, cái cõi ta bà này là được à, cái ánh sáng của Phật à, phát huy à, sáng à, rực sáng trở lại, rồi cái cửa pháp là mở mở ra trở lại ha, rồi cái biển tăng được rắn trong hay là trong sạch trở lại ở nơi cái thế giới này, nhân dân được quá độ ngay ở cõi đông độ này ha, rồi vận cái vận hạn của cái cõi này nè được nhờ đó mà được kéo dài à, chánh pháp nhờ đó mà được lâu dài à, thử à, thị à, thử tắc à, khu khu chân thật khổ tâm. Cái này mình có thể dịch thoát tí xíu, tức là đây chính là cái tâm chân thật khổ thực à, khổ cũng là cái là nghĩa là gì hết lòng mà mình suy nghĩ mình đầu tư vào đó gọi là khổ chứ không phải khổ não kia, nghĩa là đây là cái tâm cho nên mình bỏ chữ khổ đi, vậy có chữ thật là nếu mình dịch hai cái thì nó sẽ rối không có được rõ, cho nên đây là cái tâm chân thành và ấp ủ bao lâu nay phải không thì đó là cái nhân duyên thứ 10 của phát tâm Bồ Đề. Như vậy chúng ta thấy 10 cái điều mà chúng ta học mà để gọi là thế nào gọi là phát tâm Bồ Đề, chứ không phải chúng ta phát cái tâm gọi là mình phát cái miệng không thôi mà mình không có thực hành à, mỗi cái tâm niệm mỗi cái sự tu hành của mình như thế nào trong 10 cái điều mà của cái giáo trình phát Bồ Đề tâm văn này, thì chúng ta cũng là một có một cái phương thức tu hành như thế nào để chúng ta làm cho cái tâm mình được phát phát tâm, chứ không phải chỉ có cái miệng mình phát tâm mà mình không có thực hành cái gì hết thì muôn đời nó vẫn không có tiến hóa à. Thì đó là cái bài số 16. Bây giờ chúng ta trở lại qua cái bài 10. Bài 10, 11, 12 là làm dứt ba bài là sẽ kết thúc. Rồi bây giờ cái bài này ai ai dịch. Đây là những cái bài trong cái giáo trình hôm trước mình học hai bài rồi. Trong cái giáo trình trong cái kinh Hiền Ngu. Bởi vì nó có cái ngữ cảnh và có câu cú đó, cho nên cho các vị cũng biết cái nhân quả nhân duyên của người này người kia thôi à, nên là trên đấy tính cho học cái pháp và cái giáo trình gì quên rồi
Thiền Lâm Bảo Huấn mà hơi khó quá cho nên đổi lại ba bài này. Thì ba bài này nó hơi dài nhưng mà mình còn 2 buổi nữa thì chắc học kịp. Rồi các vị dịch cái đoạn này. Dạ, con dịch ạ. Ô Phật mời Biên Hương. Như thiền hạ văn, như thời Phật tại xã Vĩnh Phúc. Kỳ thọ cấp cô độc viên, dị thời sơ già thủ dị thiên nai, nghệ tứ Phật sở thiên nhân, thanh quang chịu diệu, kỳ hoàng giái ư kim sắc Phật tiền, tùy nghi diện xưởng nhiều pháp, tâm ý khai ngộ thấu đắc đạo tích, đạo diện lễ Phật hoàng quý thiên hạ thiên thượng, minh nhật tình minh nhật Chiều thanh tại chiêu dạ minh minh nhật thanh triều, a chiêu nan triều a nan bạch Phật tạc nhà dị thiên lai chữ lái nhé, lái chữ thể tôn, lái quản thể tôn, lai cẩn lái cần thể tôn. cận chứ cận nè, chữ cận ở dưới có chú thích là cận là đến đến Dạ hầu là ý kiến. dạ lái cần thể tôn, tăng tượng phược Uy uy vi tướng quy tượng phược phượng trước dược. Dạ tình quang, tình quang chịu dịch, tình hách quang hết dịch, tích tích chủng hà đích hồ sợ hồ kỳ hồ tư không phải hộ hộ là bộ ngôn, còn này chữ hoạch. hoạt tư diệu quả nha. Có nghĩa thế nào là Không làm phải như thiện ngã văn nghe thường à? các ông Dạ thế ta nghe như vậy à, dạ ta nghe, tôi nghe như vậy như ta thị là nghe như vậy. vậy. Dạ à, chị ta nghe như vậy, chị tôi được nghe một thuở nào Đức Phật ở tại vương cây của à, ông cấp cô độc và thái tử Kỳ Đà ở nước xã về lúc đó, vào lúc thời mới sắp tối, có hai người ở ngoài trời đến yểm kiếp Đức Phật. À, ánh sáng trên thân của à, hai vị trời chiếu khắp khu rừng kỳ hoàng, tất cả à, giống như vàng. Phật à, tùy theo căn cứ của à, mỗi người mà thuyết giảng về giáo pháp nhiệm màu, làm cho tâm ý của họ được khai ngộ, cả thầy đều đắc được đạo quả. Sau khi Đức Phật thuyết xong, cả hai à, đều à, mặc à, đều kính kính lễ Đức Phật à, và núi trở à, về trời, trở về quả trời. Sáng sáng hôm sau, A Nan bạch Phật, à, tối hôm qua có hai vị ở ngoài trời đến nhà yết kiến ngài Đức Thế Tôn, thân tướng uy nghiêm và hùng vĩ, à, ánh sáng trong lanh bừng sáng, đời trước đã gieo trong ruột đất chim mà nay được à, hòa tụng thế này. Ừ. À, thì cái ý pháp này nó không có sâu nhưng mà nó là một cái sự tích tiền kiếp của vị này vị kia, cho nên chúng ta học và mình coi cái cấu trúc mà dùng cấu trúc câu trong cái bài kinh này ha. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc rồi kỳ thọ rồi cấp cô độc viên, cho nên mình dịch là ta nghe như vậy. Một thuở nọ à, Đức Phật là chủ ngữ à. Đức Phật ở đâu? Ở trong vườn cấp cô độc thôi, khỏi cần vườn ông cấp cô độc gì hết. Vườn cấp tại cái bây giờ cái cấp cô độc là nó tên cái tên của cái khu vườn này,
cho nên mình chỉ cần dịch là ở khu vườn cấp cô độc. Rồi trong rừng chữ tử thọ là cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, nhưng mà mình chỉ dịch là rừng Kỳ Đà thôi, bởi vì ở đây không có cần nêu ra Thái tử Kỳ Đà gì hết, mà ở chữ rừng Kỳ Đà, chữ kỳ tức là Kỳ Đà và chữ thọ là rừng. À, ở tại vườn cấp cô độc rừng Kỳ Đà nước Xá Vệ, à, thời nhĩ á, nhĩ thời tức là bây giờ, sơ dạ tức là mới vào, mới chập tối á, à, à, chữ chữ sơ là mới, mới chập tối thì có hai cái vị trời, à, đến, à, chỗ Đức Phật, chứ không phải là chữ Phật sở, sở là nơi là chỗ, cho nên là đến chỗ Đức Phật, à, thiên nhân thân quang chiếu diệu, à, chiếu diệu là rực sáng, à, trên thân ánh sáng trên thân của hai vị trời này, à, là sáng rực, à, sáng rực, mà nhưng mà sáng rực ở đâu, ở cả cái khu vườn rừng Kỳ Đà, mặc dù ở đây không có để cái rừng nhưng mà bởi vì ở trên nói rồi đó, cho nên mình biết đây là sáng rực cả cái khu rừng Kỳ Đà. À, Kỳ Hoàng, xin lỗi, Kỳ Hoàng, à, dai như kim sắc, à, thì giống như là sắc vàng, cho nên mình nói giống như màu vàng thì nghe nó không hay, cho nên mình lấy cái từ sắc vàng để nguyên luôn, à, giống như là sắc vàng. À, Phật tiện tùy nghi, à, diễn xướng diệu pháp, Đức Phật mới, à, tùy tức là tùy cái căn cơ chúng sanh mà diễn thuyết giáo pháp diệu màu. À, nghi tùy nghi tức là tùy cái căn cơ đó, tùy căn cơ của chúng sanh mà diễn thuyết giáo pháp diệu màu, à, khiến cho họ tâm ý, à, được khai ngộ. Rồi câu đắc đạo tích, thật ra chữ tích này là dấu vết thôi, nhưng không không biết vì sao mà cho nên trong bài ta dịch là đạo quả thì miễn cưỡng thôi, chứ chữ tích này tra hoài không ra, chữ tích này vốn là dấu vết, à, đều được, à, đắc đạo. À, rồi sau đó mới là đầu diện lễ Phật, tức là đầu mặt, chúng ta biết là khi mình đảnh lễ đó, đầu mình sát cái đất và cái mặt của mình cũng sát đất, tiếp tiếp diện, à, diện, à, à, diện tiếp túc đó, tức là sát với cái chân của Đức Phật đó. Nhưng bây giờ không còn cho Đức Phật thì là sát cái đất để mình thành kính, cho nên là đầu mặt, à, lễ Phật, à, tức là cái đầu mặt mình mày cung kính đảnh lễ Đức Phật, à, hoàng quy thiên thượng, sau đó mới trở về trời, à, à, minh nhật, à, thanh triều. Lúc nãy, à, Viên Hương nói chữ triều, chữ này nó cũng có cái âm triều, nhưng mà khi nào nói triều đình thì nó là âm triều, còn chúng ta cũng có câu trong câu Quy Sơn đó, à, triều tồn tịch vong, nó triều là buổi sáng, à, và chữ thanh nữa là chữ sáng sớm ngày hôm sau, à, sáng sớm ngày hôm sau. A Nan mới thưa với Đức Phật, à, à, tác giả nhị thiên, à, tối hôm qua hai vị trời á đến, à, gặp Đức Phật, tại vì mình thấy Đức Phật thì mình không có dùng từ ý kiến, Đức vua rồi thì mình nói ý kiến, còn bây giờ Đức Phật đến gặp Đức Phật, à, Đức Thế Tôn, à, rồi cái tướng uy nghi, và thật ra chữ phưởng này nó cũng là sáng chói nữa, nhưng mà có lẽ là bởi vì tác giả ở đây, tác giả nói là cái tướng, uy nghi hùng vĩ, bởi vì là ở sau này nó cũng có cái từ là hiển hiển dịch, hách dịch, chứ hách dịch cũng là, và ánh sáng nữa, ánh sáng hách dịch có nghĩa là ánh sáng là rực, sáng rực, cho nên ở đây tác giả ta đổi lại cái từ gọi là hùng vĩ, chứ thật ra chữ phưởng này nó cũng có nghĩa là sáng nữa, à, sáng rực luôn, sáng chói, cho nên là mình có thể dịch là, à, cái tướng uy nghi sáng chói, à, và, à, ánh sáng thanh tịnh, à, tịnh quang, tức ánh sáng, à, trong lành á, à, trong lành được sáng rực, à, chủng Hà Đức thuở xưa, à, A Nan hỏi đó, thuở xưa không biết cái vị này là trồng cái đức gì, là gieo tạo cái đức gì, à, mà được cái quả, à, vi diệu này, à, hoặc tư, tư là này đây, giống đồng nghĩa với chữ thử, à, chữ diệu mình dịch là vi diệu ha, à, không biết chữ hoạch là được, không biết là cái vị này đã trồng cái đức gì, à, gieo tạo, mà nếu trồng thì nó mặc dầu chữ chủng là trồng, nhưng mà mình chuyển qua tí xíu là gieo tạo cái đức gì mà đạt được cái quả vi diệu như thế này, à, hay là quả vi diệu này, đó là đoạn thứ thứ nhất. Giờ chúng ta qua đoạn thứ hai.
À, mất biết mỗi lần mà làm nó một lần thì các vị nghe theo có thấy kịp không? Mai trả lời hết. Dạ kịp Rồi dạ qua, tại vì bây giờ mình đã học kỳ 6 rồi, lặp đi lặp lại sợ bị chán, cho nên là mỗi cái là một lần. Rồi qua đoạn thứ hai. Ai dịch? Tình nguyện đi, cứ có đợi kêu kêu hoài à. được con dịch nhé. Rồi mời thành viên viên qua à, Dạ viên Hương. dạ Phật gạo A Nan, ca diệp Như Lai diệt độ chi hầu, di pháp thùy mạng hữu mạc hữu, nhị bà Đọc la đọc mật. đó, làm sao cho nó dứt ông á, dạ thùy mạc là hữu, cái nó không có đúng. Thùy mạc là cái trạng ngữ, dạ thùy là sắp, mạc là sắp mạc rồi dạ à, cho nên là mình nếu mà thùy mạc rồi mình ngưng ngay, tại vì trạng ngữ nếu mình ngưng ngắn á, còn nếu không thì mình đọc luôn câu, còn nếu không thì là không có đâu. Thùy mạc hữu rồi tới đây ngưng, cái nghĩa gì thì nó phải tập đọc dứt dứt cái câu, dứt cái ý, chứ nếu mà đọc nó rất là không có đúng à. Dạ Phật gạo A Nan, ca diệp Như Lai diệt độ chí hầu, nhi pháp tùy mạng hữu, Di di chứ di mà pháp di dạ di pháp tùy mạng hữu, di bà la môn, thọ trì bậc trai kỳ kỳ nhất nhân giả, câu cầu nguyện sanh thiên, kỳ đề nhị nhân cầu tạ quốc vương, kỳ đệ nhất nhân hoàng quý kỳ gia, phù phù hô công thực công thực, phú đạp phù ngôn, hưởng thọ bậc trai, quả trung bất thực, phù ngữ biệt cũng thì phạm chỉ từ hữu giới pháp, hà duyên nại thọ dị đạo, chi trai kim dược trương vi bất cần, ngã phạm đương dị tứ sự ngự chứ người chưa phạm chỉ sự vụ tự dự bất dự hội đồng văn thử ngự dị nhà Phật bảo tôi rằng A Nan, không sau khi có đức không có dịch vậy, Phật bảo A Nan thôi, tại dạ vì người Phật ta nói gì ta Phật bảo tôi, nhưng dạ mà tôi đây tức là A Nan, cho nên ta mở ngoặc A Nan, bây giờ mình coi Phật bảo Phật cáo A Nan mà, cho nên Phật bảo A Nan thôi, Dạ, không cần nói Phật bảo tôi. Phật bảo A Nan, sau khi Đức Phật Ca Diệp dập diệt, bảy bảy giờ đã để thời mạng pháp. Không phải Đức Phật Ca Diếp đâu, cái này là phải không? Dạ, Đức Phật, dạ Đức Phật Ca Diệp, Cái này có thể à là là Ca Diệp, Phật và Ca Diếp, Như à dạ Lai Phật Ca với Diếp Ca Diệp, đó. dạ. Sau khi diệt độ 7 giờ đã đến thời mạng pháp, có hai vị Ba La Môn thọ trì bát quan trai, người thứ nhất cầu nguyện được sanh lên cõi trời, người thứ hai thì cầu làm quốc vương, người thứ nhất trở về nhà của mình được vợ kêu ăn cơm. Không có dịch chứ được ở đây, được nghe nó không có, nghĩa là khi mà trở về nhà rồi người vợ mới kêu ăn ăn Người cờ vợ cùng nhau ăn cơm. kêu ăn cơm, anh ta nói là với người từ vợ nói với người vợ rằng là hôm nay đã thọ bát quan trai của Phật rồi, đã quá giờ ngọ không được ăn. Người vợ nói lại rằng là nếu mà người Quân thị phạm chí, ông là cái thuộc dòng tộc phạm chí,
Học trong chọc Phật thì ba la môn mà từ mình có giới pháp đầy đủ Tự như mình cỡ có giới pháp, dạ tức là cái giới pháp của bao giờ mà bà la môn, đạo bà la môn đó, tự dạ mình có giới pháp thôi, không cần là cái gì hết, tự mình có dạ giới pháp. từ mình có giới pháp mà sao cỡ gì mà đi thọ kia của bà quan trai giới Ba của giới đạo dạ không, trái giới ba của giới đạo của đạo đạo Phật khác, dạ của đạo của đạo khác khác mà dạ đạo của khác đạo khác đây tức là chỉ cho đạo Phật mình đó. dạ của Cho đạo nên của đạo khác hôm nay nếu mà vi phạm và không cùng không thì cùng tôi phải ăn cơm thì tôi đem việc này nói cho các vị thuộc phàm chỉ khiến họ bọn họ đuổi ông ra ngoài và thì mình thấy cái đoạn này là nói cho tới hai cái vị mà Bà La Môn đi đến tọa giới bác quan trai của trong cái giáo pháp nhà Phật à, Phật mình, và cái mình đọc những cái câu chuyện trong cái kinh Hiền Ngu hay là những cái bổn sanh bổn sự, mình thấy là không phải chỉ cái thời mình mới là khó khăn, mà ngay khi Đức Phật thức mà đắc đạo rồi nhưng mà giáo hóa cũng rất là khó khăn, bởi vì lúc bây giờ là đạo Bà La Môn rất là, trước khi Đức Phật ra đời là có mấy mấy chín mươi mấy cái đạo rồi, và đặc biệt là đạo Bà La Môn rất là thịnh hành. Cho nên nếu mà bây giờ chúng ta tu hành hay là trên cái đường tu hành này hay là trên cái đường hành đạo mà có những cái gì trắc trở thì mình thấy so với Đức Phật cũng chẳng là gì, thậm chí người ta kêu ông Đức Phật là cái kẻ đê tiện, cái ông đầu trọc, đủ thứ những cái danh từ rất là khiếm nhã. Cho nên là nếu mà chúng ta bị những đọc những cái câu chuyện này để gợi nhắc cho chúng ta thấy rằng mình bị những cái chuyện này chuyện kia là do những cái nhân duyên mà xấu ác của mình, nhưng mà nó cũng chẳng so với Đức Phật cũng chẳng là cái gì hết. Đức Phật mà đã chứng đạo rồi mà còn có những cái chướng ngại như vậy à, nhưng mà nếu mà chúng ta quyết tâm thì giống như gương hạnh của Đức Phật thì không có là cái gì hết ha. À, Phật cáo A Nan, à, Đức Phật bảo A Nan, à, sau khi à, Đức Như Lai và Ca Diếp đã diệt độ à, thì cái giáo pháp mà còn lại đó, di pháp tức là giáo pháp còn lại đó, à, thì đã sắp à, chữ thụy à, tức là sắp sắp à, mạt rồi à, mạt có nghĩa là cuối là ngọn à, cho nên là sắp à, sắp mạt à, lúc bây giờ có hai vị Bà La Môn à, thọ trì bát quan trai giới à, kỳ nhất nhân giả một người à, thì là mong khi mà thọ bát quan trai này thì một người á, thì mong mình được sanh về cõi trời, người thứ hai thì mong mình là được làm quốc vương à, kỳ đệ nhất nhân một cái người mà một người á, tức là cái người mà mong được sanh về cõi trời á, sau khi thọ rồi trở về nhà à, hoàng cũng là trở về, được quy cũng trở về, tức là trở về lại nhà mình à, phụ hô cộng thực, người vợ mới bảo à, ăn cơm chung à, tức là cùng nhau ăn cơm đó, phu đáp phụ ngôn, người chồng à, trả lời hay là nói với người vợ à, chữ hướng này cứ là tôi đã hướng đến Đức Như Lai nhưng mà mình không cần dịch à, tôi đã thọ trai giới của Đức Phật rồi à, quá quá à, gì là quá ngọ tức là quá trung tức là quá ngọ không có ăn được, phụ à, phục ngữ viết người vợ nói với người chồng, quân thị phạm chí, ông thuộc dòng phạm chí à, tự hữu giới pháp, tự mình có cái giới pháp, hà duyên nải thọ dị đạo chi trai à, cái duyên cớ gì mà ông lại đi thọ trì cái trai giới của đạo khác à, kim nhược à, tương vi bất cộng ngã phượng phạn, hôm nay nếu mà ông trái lại không có, tức là chống trái lại làm trái lại đó mà không có ăn cơm chung với tôi à, thì là đương dĩ thử sự tư sự ngữ chư phạm chí à, tôi sẽ à, chữ đương này là sẽ đem cái việc này dĩ tư sự tức là đem việc này à, ngữ là nói với gì, nói với cái các cái vị phạm chí
Sử khu tẩn, khu tẩn cả hai cái từ này đều là nghĩa là đuổi hết, để cho họ đuổi ông ra bất giữ hội đồng, nghĩa là hội có nghĩa là trong cái giáo pháp á, trong cái giáo pháp Bà La Môn đó, để cho ông đuổi ông không có còn còn chung trong cái giáo pháp này nữa, tức là giữ không có cùng chung sống trong cái giáo pháp này nữa. Thử văn thử ngữ dĩ nghe cái điều này, nghe cái lời bà vợ nói đó, nghe cái điều này rồi, chữ dĩ đây là biểu thị cái sự việc đã xảy ra rồi, nghe cái điều này rồi. Để chúng ta qua cái đoạn kế nữa. Rồi, Xin mời lỗi, một dịch vị. là Hả? Rồi mời một vị dịch bài đoạn này. 98, chúng ta chắc là học được hai đoạn nữa. Rồi ai ai dịch đoạn này? Mời Thanh Hoàng đi. Thanh Hoàng nãy giờ viên viên ha. Viên Hương dịch mấy đoạn rồi? Mô Phật sư ơi, con chưa có chuẩn bị bài này kịp đây. Hả? Thanh Con Bình có chuẩn bị không? chưa. Còn Chân Nguyện bữa nay sao mất tiêu rồi, không thấy nghe tiếng gì chưa vậy? Mấy bữa liên Dạ tục. dạ con chưa có chuẩn bị, nhưng mà con dịch được cái chỗ nào khó con hỏi sư. Rồi mời. À, thăm hoại à, cái này quá chữ Khủng gì cũng gì khủng từ bố. quên. Khủng Khủng bố tiện dữ kỳ kỳ chỉ phụ. kỳ phụ phi thời nhi thực nhị nhân tỳ thọ Trường trường đoạn các thủ mạng chung nguyện tác vương giả trì tề chị trai trì trai cái này ví dụ như hoàng cụ hoàng cụ đắc sanh vương gia nguyện sanh thiên giả do cái gì con không biết á do phá tệ phá phá trai trai cố nải sanh long trung thời hổ nhất nhân vi vương thọ thủ thủ viên nhập nhập phụng tống chủng chủng quả 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 lõa họ gọi là thử nhân hậu thời ư nguyên thủy trung ư tuyền tuyền y ư túi tiền thủy trung đắc nhất dị ai nại nại sắc hương thâm mỹ tiện tác thị niệm ngã mỗi xuất nhập thường vi môn lạm sở kiến câu tiền dám chứ không phải làm dám. dám sở kiến tiền cái này cái gì khước 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 đương dị chi giữ chi như niệm tức nãy Tức cập tức cập này giáp một chữ này con biết đâu sạp 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 lạm thọ dị phục tự ân tư duy tư duy ngã thông sự thời mỗi vi hoàng môn chi sở dễ xuất đương dị giữ chi con dịch thăm hoại cái thăm hoại thăm hoài hoại là hoài chứ không phải hoại, hoại là bộ thổ, còn này chữ hoài là ôm ấp á, giờ mình có thể là ôm cái lòng khủng bố là lo âm sợ lòng mà lo sợ
Ôm Em lòng mình rất biết cái lo gì? sợ. Phương tiện Phải nhân phương tiện tiện, đó là phương tiện người đó là người bèn. bèn Bèn là người bằng dịch động từ. à bèn à bằng bèn Ăn phi thời với vợ. bèn ăn phi thời với vợ à, hai người Theo cái tuổi thọ. theo tuổi thọ ngắn dài mọi Mỗi người mọi đều mạng người chung. đều đều mạng chung đều đã chết Mạng nguyện chung rồi còn hỏi dịch là người đã chết nữa. Mạng dạ chung thì thôi, mà chết thì chết bằng yeah. mạng chung thì thôi, đã chết rồi. Rồi cái nữa là gì? Mong mong làm mong Cái được làm người, vua dịch cái người người trước. Đây là từ tổ chữ giả. dạ người mong được làm vua họ họ trai chữ quản cụ này con biết dịch Quản là hoàn toàn xong rồi đó, dạ quản là xong, cụ là đầy. quả và thọ trai đã xong sanh ra sanh Nên là được sống sanh, nên được sanh vào cái sanh nhà ra sanh chồng là vào cái nhà nhà của vua, nhà của vua vương gia mà, dạ nên được sanh vào trong nhà vua dòng tộc, nhà dòng dòng tộc tộc của nhà vua. vua người người mong người thì mong được sanh thiên do đó pha phá trai Nhưng mà do chứ không phải do đó, nhưng mà do phá do trai, bởi vì về về vợ bắt kêu ăn đó, cho nên là dạ phá trai. do vì phá trai cho nên mới sanh trong loài rồng À, xin vào lời làm loài rồng. dạ khi đó có một người thủ Thủ là giữ 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 vườn của vua với cho nhà vua cho nhà thì vua cho ai? chạy mỗi ngày làm mỗi ngày vâng làm trồng Không trồng phải chồng đó mà chồng. Phụng chủng là chủng dân, phụng là dân, đâu có động từ dịch từ trước chứ, xong dịch à từ rồi mới dịch tân ngữ. Phụng là mỗi dân, tấm phụng ngày là dân luôn, cho nên mình nói dân lên dâng lên các hoa cái loại quả hoa quả, hoa các hoa loại quả. mỗi ngày dâng lên các loại hoa quả người này sau lên lúc thời gian sau người này mới được được cái nhất 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 vị gì gì con lại biết là gì mà mình hiểu là chỉ là một cái loại trái cây lạ thôi. dạ Ở người mới được này là sau đó đó, không phải là dịch là một sau là sau đó, chỉ là hậu thời là sau đó thôi. Cái người này, người này đó mỗi ngày thì dâng cái những các cái loại hoa quả cho vua. Bởi mình giữ vườn cho vua mà. Nhưng dạ mà cái người này đó sau đó mới có tìm có được một cái loại hoa, một cái có loại trái cây mà ở lạ trôi ở trên cái con, mặc dầu cái chữ tuyền là suối nhưng mình có thể hiểu là trên con sông à, nó lượm được một cái, tức là đã nhặt được một cái loại trái cây mà nó ở trôi ở trên trên con sông á, rồi thế nào nữa? màu sắc màu Phải màu sắc, hương ở hương đây phải là cái hương vị đó, hương vị của hương loại vị trái cây đó đó. rất ngon liền liền Nghĩ đề nghị tức là khởi là liền niệm á, tức là mình dịch tắt là ông ta mới nghĩ nghĩ thế dạ nào. liền nghĩ như vậy ta mỗi ngày vào Ra vào ra vào thường làm chữ vi chấm sở là gì? vi mong Vi chấm chấm sở là gì đây, cấu trúc gì đây? bị động À, bị động thì là dịch sao? thường được À, được thắc ai? thấy thường Không, chữ phải dịch cái chủ thể bị động trước chứ. Thường được cái quan, cái người mà
môn giám tức là cái người giữ cửa đó, cái vị quan giữ cửa. Dạ. Từng được quan giữ cửa. Nhìn Nhìn thấy thấy gặp trước. được á, khi mà mỗi ngày mà gặp cái nhà vị quan này, giữ cửa này, nhìn thấy mình cái ông mà giữ vườn đó đó, thấy trước Dạ. á thì sao? Thấy trước liền chuyến này cái khứ là lui lui về thôi chứ chứ À, khứ trước là lại trước đi lui về, nhưng mà trường trong trường hợp này nó là có từ, từ từ chối không phải từ chối là khi nào mà động từ, bây giờ nói là phó từ có nghĩa là lại. lại lại sẽ lại phải lại. Không cần dịch nó nữa, mình có thể dịch là nên là ông, vì ông nghĩ rằng là ông cái ông quan giữ cửa này nè, mỗi ngày mình nhìn thấy ông trước, có nghĩa là mình có cái sự tiếp cận ông nhiều hơn đó, ý muốn diễn tả vậy đó. Cho nên là thôi bây giờ mình ông ta mới định là đem cái trái cây đó đó cho cái ông giữ cửa, quan giữ cửa này, bởi vì mỗi ngày mình chỉ hàng ngày mình cứ tiếp cận là thường là khi mà mỗi khi ra vào thì mình gặp được cái vị quan này trước, cho nên bây giờ mình đem cái trái cây này biếu cho cái vị này trước, giữ này là cho động Biết từ cho chứ vị không này phải trước. là biết 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 cho người này, không có phải trước, nói là gặp người này trước nè, kiếm tiền, cho nên bây giờ ông mới quyết định là đem cái trái cây này cho cái vị đó giữ kỳ giữ chi, tức là cho cái vị đó. Giống như này Tức là như cái là cái suy ra nghĩ của ông đó, như niệm có nghĩa là giống như cái sự suy nghĩ của ông. như sự suy nghĩ của ông vị ấy liền Đến liền đến chữ giáp này có biết dịch được giáp ai đó, xa đến 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 cổng đến thì đến đến sẽ đến cổng. cổng được, cổng giữ chữ đó là chữ chữ sáp nói là cổng, nhưng mà này sáp giám mà, cái vị quan giữ cổng. Đến chỗ vị quan giữ cổng họ họ nhận rồi lại lại Cái vị quan này nhận cho rồi, lại tự mình suy nghĩ. tự mình suy nghĩ. Thôi, em cũng toàn là cô dịch không à, em không có dịch. Nếu không dịch được thì mình không có dịch. Còn nếu mình dịch được thì phải chuẩn bị thì mình mới nhận lời dịch. À, giờ nghe lại ha. Thâm hoài khủng bố, tức là nghĩa là trong cái tâm tha, bởi vì nghe cái lời của bà vợ là sẽ mét, nếu mà không ăn cùng á là sẽ mét với lại cái các vị mà gì đó quên rồi, dòng tộc phạm chí đó, cái mấy các vị phạm chí đó, cho nên là vị này mới là lo sợ ở trong lòng, lo sợ rồi mới mới ăn ăn phi thời với người, ăn cơ ăn cái bữa ăn phi thời với cái người vợ, rồi nhị nhân xong đó dứt rồi, nhị nhân tùy thọ trường trường đoạn, hai cái người mà thọ giới đó, nhị nhân ở đây không phải nói hai người vợ chồng này mà hai cái người mà giữ giới đó đó, tùy theo cái tuổi thọ ngắn dài mỗi người đều mệnh chung, nghĩa là lần lượt đó hai người đều đều chết hết. Rồi nguyện tác vương giả, cái người mà mong được làm vua, cái người mà thọ giới, hai cái người thọ cho bác con trai trước khi thọ thọ phát nguyện là mong tôi được thọ cái bác con trai giới này, tôi được làm vua, người thì là mong tôi được sanh thiên ha, cho nên là cái người mong được làm vua đó thì là trì trai, tức là giữ giới đầy đủ trọn vẹn ha, cho nên là đắc sanh vương gia, cho nên được sanh vào là mình có thể dịch tắt là được làm vua, được sanh vào làm vua, bởi vì được mong được làm vua mà, cho nên mình có thể là sanh vào cái dòng tộc vương gia, nhưng mà mình không cần dịch vậy, mình sẽ được sanh làm vua. Rồi mong nguyện sanh thiên giả, cái người mà mong được và sanh về cõi trời á thì do phá giới phá trai nè, cho nên vị này do phạm phạm giới, tức là không ăn chiều hồi xưa, hồi bây giờ là do thuốc men, cho nên là phần đông chúng ta thọ cho Phật tử thọ bát quan trai thì là có chế, có nghĩa là cho người ta ăn những cái món ăn gì đó nhẹ trước khi về, thì để cho người ta uống thuốc đồ,
Cho nên là nó không có được như hồi xưa. Còn hồi xưa là rất là nghiêm túc, thời bây giờ không có bệnh hoạn như bây giờ, cho nên là người mà thọ trai giới là giữ rất là nghiêm túc, cho nên là nhờ ăn vì vật ăn cái cứ ăn phi thời của người vợ nè, cho nên là do phá trai cố, do cái nguyên nhân là phá giới, phải không? Cho nên là bị này sanh về, sanh làm, sanh vào cái loài rồng, tức là sanh vào làm cái loài rồng. Thời hữu nhất nhân, lúc bấy giờ có một người giữ vườn cho vua, vi vương thủ viên, tức thủ viên tức là giữ vườn. Giữ vườn làm cái gì cho ai? Giữ vườn cho vua. Mỗi ngày nhật nhật là mỗi ngày phụng tống chủng chủng quả quả lõa, lõa là một cái loại dưa. Lúc bấy giờ là mỗi ngày ông ta phải dâng các cái loại trái cây cho vua, mặc dù không có để cái chữ cho vua đây, nhưng mà biết làm cho vua, cho nên biết là dâng cho vua. Thử nhân thử hậu thời, cái người này sau đó ư tuyền thủy chung đắc nhất quả nại. Tức là tra cái từ quả nại thì nó cũng không có rõ, nhưng mà theo cái ngữ cảnh thì mình biết rằng là cái vị này là tìm được, tức là nhặt được á, nhặt được một cái loại trái cây đang trôi trên con sông. Rồi sắc hương thẩm mỹ, thẩm chứ không phải là thâm ha, thẩm là phó từ, tức là cái hương vị đó rất là ngon. Mặc dù chữ mỹ là đẹp, nhưng mà theo cái ngữ cảnh này là đang nói với cây, cho nên mình dịch là ngon. Cái hương vị rất là ngon. Tiện tác thì niệm, ông ta mới khởi lên cái niệm, tức là ông nghĩ rằng ngã mỗi xuất nhập thường vi môn giám sở kiến tiền. Mỗi ngày tôi ra vào á, mỗi ngày mà mình ra vào nơi cái chỗ cổng mà để mà đi đi làm mà vô giữ vườn cho vua đó, mỗi ngày ra vào thường được cái vị quan giữ cửa, môn giám tức là vị quan giữ cửa, nhìn thấy trước, kiến tiền tức là nhìn thấy trước. Nhìn thấy trước cũng có nghĩa là diễn tả là cái vị này tiếp đón, chào đón trước, cho nên là khước đương dĩ giữ chi, ông ta mới là đem cái trái cây đó cho tặng, biếu tặng cho cái ông quan giữ cửa. Giữ chi tức là cho ông ta, biếu cho ông ta. Như niệm, như cái khởi nghĩ, ở lúc này là tức là ông ta mới có nghĩ thôi, bây giờ như niệm tức là ông như cái sự nghĩ của ông đó, ông ta liền đem đến, tức cập tức là đem đến cho cái quý vị quan giữ cửa. Rồi môn giám, xin lỗi, sạp giám, thọ dĩ, rồi tới ngang đây là thọ, mà các vị có thể thêm cái dấu phẩy ở đây cho nó dứt cái câu này. Cái vị quan giữ cửa giữ cổng á mà nhận rồi, sau khi nhận rồi á phục tự tư duy lại, tự mình suy nghĩ. Vì cái thời xưa đó, hễ mà có cái gì quý thì là thường thường người ta hay đem biếu tặng cho những người ân hay là những người cấp trên của mình. Đó là cái tục lệ hồi xưa như vậy, cho nên là cái vị này sau khi nhận rồi phục tự tư duy lại, suy nghĩ, tự mình suy nghĩ. Ngã thông sự thời, mỗi vi hoàng môn chi sở, duệ xúc. Ta mỗi ngày là mỗi khi mà có những cái việc việc gì mà thông sự, tức là những cái việc gì qua lại đó, là đều được cái vị quan hoàng môn. Hoàng môn là một cái vị quan chức quan trong 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 triều thôi, mỗi lần là được cái vị quan hoàng môn này là chữ 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 duệ cũng là dẫn tới, chữ xúc cũng dẫn tới. Nhưng mà nếu mà giữ mình dịch theo cái ngữ cảnh này á thì nó không có đúng cái nghĩa. Mình có thể hiểu rằng là được cái vị quan hoàng môn này chăm chăm sóc thì nó thuận theo cái ngữ cảnh luôn. Còn nếu mà theo cái ý á, thì nó không có dùng cái từ, cái nghĩa từ của từ từ duệ xúc này, nó không có sáng cái câu câu cái ý lắm ha. Rồi đương dĩ giữ chi, sau khi suy nghĩ vậy đó, cho nên ông ta đem cái trái cây, chữ dĩ tức là đem cái trái cây, tân ngữ ta tỉnh lược đây rồi, đây là từ tổ giới tân thôi, đem dâng cho, biếu cho cái vị quan đó. Vị quan mà gọi là hoàng môn này nè, cái gọi vị quan hoàng môn này, thì đó là cái đoạn thứ thứ hai. Bây giờ chúng ta còn có 5 phút thôi, bây giờ hôm nay mình nghỉ tới đây ha.
Bữa nay mình học tới đoạn 98 rồi, mấy vị nhớ nha. Bữa sau mình học sẽ 99. À. Rồi thôi mời cả lớp và viên hương niệm Phật dùm, hồi hướng dùm cô đi. Dạ thưa sư, Tỉnh này. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Phật, thỉnh đại chúng nghỉ. Dạ sư con